Bây giờ cô Ban Nì sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể làm sao để chúng ta làm được từng cái câu như lúc nãy cô take note ha. Trước hết thì đây là quyển K14 test 1 passage 2 ha. Đấy. Và trước hết thì chúng ta sẽ đọc cái phần title ở đây đúng không ạ? Đây phần chủ đề. Đấy, sự phát triển của những cái kế hoạch chia sẻ xe đạp đúng không ạ? Trên thế giới. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ biết được bài này nói về một cái kế hoạch chia sẻ xe đạp. Tức là chúng ta tưởng tượng ngay đến cái gì nhỉ? Đến các bạn đi thăm một số nước ví dụ như là mà Malaysia đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy là có một số những cái xe đạp người ta để ở chỗ public công cộng như kiểu là park hoặc là city building gì đó để cho người ta có thể sử dụng và với sử dụng đi đạp xe quanh thành phố đó. Đấy thì cái sự phát triển này trên thế giới là như nào? How that engineer đúng không ạ? Cái nhà kiến trúc sư người Hà Lan tên là như này đã giúp thiết kế được cái kế hoạch này như nào. Đấy là cái phần subtitle. Chúng ta tưởng tượng như là vậy thì cái subtitle cung cấp thêm một thông tin, đó là cái này là phát minh ra cái kế hoạch này là một cái ông nhà engineer người Hà Lan đúng không ạ? Ok, và sau đó chúng ta chuyển sang đọc bài tập luôn. Tưởng tượng vậy thôi. Đọc bài tập thì chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có cái bài là bài matching information. Và bài này là không theo thứ tự mọi người ha. Nhớ nhá, không theo thứ tự đâu. Nó sẽ loạn hết cả lên đó. Nên là thường nhất mà cô khuyên các bạn là cái bài này cũng có thể các bạn consider làm cuối cùng. Đấy, tại vì thật ra là nó không theo tự thì nhớ cùng được thì tốt. Còn nếu không nhớ, nếu mà không thì thôi. Chứ nó loạn hết cả lên thì các bạn sẽ khó làm những bài khác. Ở đây chúng ta sẽ thấy là bạn có thể dùng nhiều một chữ số nhiều hơn một lần. Tức là sao? Một cái ví dụ như là cái câu 14 này thuộc câu A chẳng hạn, câu 15 thuộc khổ B chẳng hạn, đúng không ạ? Mỗi thông tin này nó thuộc một khổ. Như vậy sẽ có một cái khổ, tức là một chữ được dùng nhiều hơn một lần, tức là có một khổ nó sẽ có hai thông tin. Đấy, các bạn nhớ nhá. Ví dụ như là khổ đó là khổ C chẳng hạn thì khổ C chứa hai thông tin là 18 và 16 chẳng hạn. Đó, hoặc là khổ E chẳng hạn chứa hai thông tin. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ gạch qua cái keyword ha. Miêu tả về cách mà mọi người đã misuse, tức là sử dụng sai cái kế hoạch chia sẻ xe này. Tức là cái kế hoạch chia sẻ xe này dùng để cho mọi người tức là sử dụng và sau đó mỗi lần sử dụng mình phải trả một khoản tiền nhỏ nhỏ chẳng hạn, và sẽ có quy định để việc sử dụng. Nhưng có một số người ta sẽ sử dụng sai mục đích, sai cái cách làm. Đấy. Tiếp theo đó là giải thích tại sao một kế hoạch này nó bị turned down, tức là bị từ chối, bị bác bỏ. Đấy, thì tại sao lại như vậy? Tiếp theo nữa là một người mà người ta không thể nào thu lợi nhuận được từ công việc, tức là không kiếm được đồng nào. Một sự giải thích về những cái potential savings. Cái từ savings này có nghĩa là tiết kiệm. Những khoản tiết kiệm có tiềm năng, tức là về trong tương lai nếu mà sử dụng cái đấy thì tiềm năng sẽ tiết kiệm được rất nhiều của cái kế hoạch chia sẻ xe này có thể mang lại. Và những cái vấn đề đấy, các bạn để ý là số nhiều ha, mà cái kế hoạch này nó dự định là nó sẽ giải quyết được. Đấy, tức là cái kế hoạch sử dụng chia sẻ xe này nó sinh ra để giải quyết vấn đề nào. Ok. Tiếp theo mình sẽ đến cái dạng bài là dạng bài pick from a list. Đấy. Dạng bài này thì chúng ta học trong listening cũng có đó. Đấy thì hai cái nào sau đây là nó đúng về cái kế hoạch chia sẻ xe vào năm 1999. Đấy, thì đến đây thì cô sẽ không đọc các đáp án nữa. Tại cô lúc nào cô đến năm 1999 thì cô mới đọc cơ. Ok. Tiếp theo là lại pick from a list tiếp. Chúng ta sẽ thấy hai cái nào sau đây đúng về Amsterdam today, đúng không ạ? Cái thành phố Amsterdam bây giờ như nào? Thì bây giờ cô đọc đến cái phần today thì cô mới thèm làm những cái chỗ này. Chứ bây giờ đọc nhiều cái đáp án này không nhớ nổi. Và cuối cùng là chúng ta sẽ thấy là bài 23-26. Mình sẽ thấy là mình phải điền một từ, đúng không ạ? Về cái kế hoạch chia sẻ xe đạp đầu tiên. Đấy, cái kế hoạch chia sẻ xe đạp đầu tiên này là ý tưởng của một cái nhóm người Hà Lan tên là Provo gì đó. Cái này là viết hoa nha. Các bạn nhớ phải tìm được từ này rồi hẵng bắt đầu làm. Và các bạn thấy là cái bạn này ấy, mình người ta chia làm hai khổ. Đúng không ạ? Vậy thì trong bài thì khả năng cao nó cũng chính là khác là hai khổ trong bài luôn. Đấy. Ok. People who belong to this group. Những người mà trong nhóm này là những người. Thì cái này cô xác định là nó hoặc là danh từ hoặc là tính từ thôi. Đúng không ạ? Tại vì sau to be mà. Họ quan tâm về những cái phá hoại lên môi trường và về cái gì đó. Thứ nhất là về môi trường, thứ hai là cái gì đó. Và tin rằng cái này nó có thể tập trung được sự chú ý vào những cái vấn đề này.
cùng với việc sơn những cái xe này màu trắng để nhận dạng đó, để và tạo ra một cái ấn tượng đó. Họ cũng đồng thời hand out, hand là tay, out là ra, hand out như này. Hand out thì có nghĩa là người ta sẽ phát đi, đúng không? Phát ra cái gì đó mà nó condemn the use of car, đấy, giảm sử dụng của xe ô tô. Tuy nhiên, đấy là cái kế hoạch này nó không phải là một cái sự thành công vĩ đại. Và ngay bởi vì ngay khi mà cái nhóm Provo này đi để lại cái xe quanh thành phố ấy, thì ai đó mang nó đi. Đấy, cái này chắc chắn là danh từ. Theo như ông này thì cái kế hoạch này là có những người ta định là trở nên mang tính biểu tượng, và cái này khiến cho người ta nghĩ về vấn đề đó. Ok, giờ chúng ta nhớ rồi ha. Như vậy bài nào nói về Provo gì đó thì sẽ làm bài này này. Cái nào nói về Amsterdam Today thì bắt đầu sẽ làm cái này. Cái nào nói về 1999 thì bắt đầu làm cái này. Còn cái này thì trên con đường làm, nếu mà gặp vào thì làm, nếu không thì làm sau cùng luôn. Ok, kế hoạch chưa? Giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải bài ha. Ok, the original idea, đúng không? Cái ý tưởng đầu tiên cho cái kế hoạch này. This back to, có nghĩa là quay lại những một cái mùa hè vào năm 1965. Đây, cái từ Provo gì đó đây này. Đấy, vậy thì mình quyết định là mình sẽ phải làm kèm với cái bài điền này trước, đúng không ạ? Cậu sẽ gọn nó vào cho nó dễ nhìn. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ giải bài này trước. Cái nhóm này came up with the idea, đúng không ạ? With the idea was a group of Dutch activists. Đấy, những người mà muốn thay đổi xã hội. Như vậy, cái chỗ mà mình cần điền đây này là who, danh từ hoặc tính từ ở đây ấy, thì mình thấy cái từ activists là các nhà hoạt động. Đấy, mình sẽ thấy đây sẽ là câu 23, là các nhà hoạt động của Hà Lan, người muốn thay đổi xã hội. Họ tin rằng với cái kế hoạch này, được biết là cái tên này là câu trả lời cho những cái perceived threats, đấy, những cái sự đe dọa mà được nhận thức là air pollution và consumerism, đúng không ạ? Là ô nhiễm không khí và kiểu như consumerism, như kiểu là cái xã hội mà chi tiêu quá nhiều ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xem cái damage này thì nó bằng từ perceived threats, đúng không ạ? Environment thì chính bằng air pollution. Vậy thì còn một cái đáp án nữa thôi. Đấy, còn câu 24 đấy, đấy chính là câu này, đúng không ạ? Consumerism. Cái này cũng điền luôn này ha. Làm được hai câu rồi, đúng không? Cái bài điền này thật ra một khi đã tìm được thì nó khá là dễ làm đó. Nhưng các bạn sau này đi thi ấy, thì các bạn ưu tiên nhớ phải làm được bài điền trước. Ở trung tâm này thì họ paint the small used by white, là họ đi sơn những cái xe màu trắng. Họ đồng thời distribute, là phân phát leaflet, đấy, đây này, họ sơn cái xe màu trắng và họ hand out là phát ra thì nó bằng distribute. Vậy thì cái đáp án của mình sẽ là leaflet, đúng không ạ? 25. Ok, tiếp theo mình vẫn còn một câu 26 mà mình thấy là hai cái này cách ra một khổ. Như vậy cái này sẽ là khổ tiếp theo này này. Đấy, bây giờ mình sẽ phải xem là nó không phải là một cái thành công mà khi mà những người này đi thì ai đó đã mang cái xe đi, đúng không ạ? Ok, cái ông này Heriko House, đấy, nó đã thu hút được rất nhiều những sự chú ý này. Đấy, but struggle to get off the ground, đấy, rất khó khăn để thực sự cất cánh, tức là thực sự hoạt động được, tức là nó không phải là thành công đó. Cái người cảnh sát rất là phản đối những cái sáng kiến của cái nhóm này. Và almost as soon as, ngay khi mà họ đi, họ ngay khi mà những cái xe màu trắng được phân phát quanh thành phố thì they remove them. Đây ở đây là ai nhỉ? Là police, đúng không ạ? Remove them ở đây là cái xe. Đấy, thì bây giờ ai là người remove những cái này? Remove them thì nó sẽ bằng là took them away. Vậy thì đáp án của đây chỉ có thể là police. Đấy, là những cái người mang nó đi. Và đây sẽ là câu 26. Đấy, nó xong bài điền rồi, đúng không ạ? Ok, tiếp theo mình sẽ đi tìm những cái thông tin khác là năm 1999 và today, đúng không ạ? Năm 99 thì thật ra nó nằm ở tận bên này cơ. Đấy, và nó sẽ tương ứng với lại câu trước để câu gấp giấy ha. Tương ứng với lại cái pick on list này. Đấy, vậy thì mình sẽ có 5 câu này. Và mình xác định là 5 câu này nó sẽ thuộc vào ít nhất là một hai khổ,
Mà khổ có nghĩa là chúng ta phải đọc từ khổ đầu khổ D như này cơ. Vậy thì trước khi đọc đầu khổ D, chúng ta sẽ khoanh các đáp án đây đã. Sẽ là cái keyword xem nào. Cái này words initially opposed. Initially là ban đầu, opposed by có nghĩa là bị phản đối. Cái kế hoạch này đầu tiên á, là bị phản đối bởi một cái cơ quan chính phủ. Đấy, ok, đúng không nha? Tiếp theo là nó thất bại trong khi mà một cái người partner là một cái người mà cộng tác kinh doanh á, với cái kế hoạch này ấy, người ta đã rút cái sự ủng hộ của người ta. Ok, nó nhằm vào nó aim to be more successful, tức là cái mục nó cái kế hoạch này ấy, là người ta mong là nó sẽ thành công hơn là cái Copenhagen, đúng không ạ? Mình sẽ tìm cái Copenhagen ở bên Đan Mạch xem là cái nào thành công hơn. Nó trở nên có thể bởi một cái sự thay đổi trong thái độ của con người, và nó thu hút sự chú ý từ một số những cái người thiết kế xe đạp. Ok, giờ mình sẽ đọc cái phần đầu từ đầu khổ mà chứa thông tin 199 là khổ khổ D nha. Ông này không bao giờ dừng tin vào cái chương trình này, và đầu cái năm này thì ông ấy yêu cầu ask for his help, đúng không ạ? Yêu cầu sự giúp đỡ từ để set up một cái ở Copenhagen. Đấy, thì đây là cái kế hoạch mà xe chia sẻ cái xe đạp lớn trên diện rộng đầu tiên trên thế giới, và it work on a deposit. Deposit có nghĩa là một cái khoản tiền gửi, hoặc có nghĩa là một cái khoản tiền mà mình đặt cọc ạ. Đấy, bạn cho một cái đồng xu vào cái xe, và khi mà bạn trả lại cái xe ấy, thì bạn sẽ có cái tiền quay trở lại, tức là không mất tiền nào. Ok, và sau khi set up được cái này thì ông này quyết định try his luck again, đúng không ạ? Ông làm được ở Copenhagen thì bây giờ ông lại cố gắng thử cái vận may của mình một lần nữa ở Hà Lan. Đấy, this time he succeeded, đúng không? Lần này thì anh ta thành công trong việc khuấy động sự chú ý của cái cơ quan này. Đấy, thời gian đã thay đổi. Vậy thì khuấy động sự chú ý thì bây giờ mình đọc ở đâu? Nãy giờ là mình thứ nhất là mình đọc vào chỗ mà Copenhagen rồi, thì nó có aim vào việc thành công hơn không? Tức là ông này cũng xét là ok, mình bây giờ mình làm được ở Copenhagen rồi, mình xác định là quay lại Hà Lan mình phải làm hoành tráng hơn, đẹp đẽ hơn, thành công hơn, có không ạ? Hay không, đúng không ạ? Người ta ông chỉ bảo ok, ông làm lại một lần nữa thôi. Ông này bị phản đối bởi cơ quan chính phủ, nhưng ở đây mình sẽ thấy là nhận được sự chú ý thôi, nhưng phản đối hay không thì không biết, không phải. Đấy, mình chỉ cần biết đúng thôi, còn những cái không biết là false với là not even, và không phải là false thì mình không quan tâm, đúng không ạ? Mình cứ quy ra chỗ false mà biết. Rồi, thời gian đã thay đổi rồi, mọi người trở nên nhận thức về môi trường tốt hơn. Đấy, nhận thức môi trường tốt hơn thì chính là cái câu gì nhỉ? Thay đổi trong thái độ con người này. Đấy, và câu D đúng. Đây sẽ là câu D của câu 19-20. Đấy. Cô thì cô hay check note từng cái một như thế này. Đấy, đến nữa mình nếu mà có cần check lại là rất là dễ. Hoặc sau này đi thi tổng hợp cực kỳ hữu dụng, đúng không ạ? Và cái thí nghiệm này đã trở thành một khả năng thực sự khi mà cái này đã tung ra vào năm 99. Tuy nhiên thì cái này bây giờ ấy, việc đi những cái xe trắng này không còn free nữa, không còn miễn phí nữa, mà nó tốn mất một cái gì đó mỗi chuyến đi, và sự chi trả này sẽ, và cái khoản thanh toán này được thực hiện qua một cái chip card, một cái thẻ chip bởi cái ngân hàng này. Ngân hàng này thiết kế cái gì đó, lock in ranks, thiết kế ra cái gì đó này, cái mà có thể được mở với cái chip card. Và cái này bắt đầu với 250 cái xe và ở trong 5 cái trạm, đúng không ạ? Ok, tiếp theo mình thấy là hình như mình vẫn biết điền một câu thôi. Mình vẫn còn câu B thì chả biết đúng không này, câu E không biết đúng không, mình đã đọc tiếp thôi. Đấy, theo ông này thì một cái người sáng tạo ra cái hệ thống này, thì ông này làm việc cùng với ông này, và tôi nhớ rằng Hostetting họ vừa mới thử cái Bidirect là cái, và họ announced that they have already designed better ones. Đấy, họ test cái này và họ đã sáng tạo ra cái tốt hơn. Đương nhiên là họ phải go through with the ones we had, we're prone to the system however này, were prone to vandalism and,
Antif vandalism có nghĩa là sử dụng là kiểu bị phá hoại ấy. Vandalism như kiểu là phá hoại của công ấy, hoặc phá hại đồ người khác ấy. Tự nhiên mình đỗ xe ở ngoài đường xong có người ném một viên gạch vào đấy, họ xem mình ra họ chạy ấy, đây là vandalism. Cái này có nghĩa là cướp rồi, án trộm rồi, đúng không? Thế này thì nó sẽ thuộc vào cái bài này. Cơ mà thôi, tính nữa mình sẽ quay lại sau ha. Ok. Sau mỗi cuối tuần thì họ luôn có một vài cái xe đạp bị mất, và tôi không biết là người ta làm gì với nó. Và bởi vì họ sẽ bị nhận phát hiện ngay nếu như nó là những xe trắng. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất ở đây ấy, là cái Postbank này quyết định là abolish, là hủy bỏ, bãi bỏ cái chip card. Đây là cái ông này này, nãy làm cho cái chip card là cái thẻ chip ấy, thì bây giờ quyết định ông ấy bỏ, bởi vì nó không có lợi nhuận. Những cái này thì rất quan trọng đối với cái hệ thống. Và nếu mà tiếp tục cái project này thì họ cần phải set up một cái system khác. Nhưng mà những cái người hợp tác kinh doanh thì không còn hứng thú nữa rồi. Thì như vậy đây là sao nhỉ? Mình thấy là đấy, fail when partner with real support, đúng không ạ? Khi họ không rút cái support của họ đi thì họ thì cái dự án này fail, đúng không ạ? Đây là câu B. Đây là câu của 19-20. Ok, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi sang cái bài Amsterdam Today, đúng không ạ? Mình sẽ thấy là cái phần tại sao mình tìm được Amsterdam Today rất là nhanh, tại vì ấy, đây là một cái liên quan đến hiện tại. Còn cả bài mình nãy giờ mình toàn là quá khứ, đúng không ạ? Thì mình sẽ lướt ha, chỗ này vẫn là quá khứ này. Đấy, bây giờ mình sẽ phải đọc chỗ nào liên quan hiện đại. Thì mình nhìn sang khổ gò thấy today luôn. Đấy, may quá. 38% các chuyến đi được là do xe đạp. Và cùng với Copenhagen là một trong hai thành phố, hai thành phố thủ đô mà thân thiện với người đi xe đạp nhất trên thế giới. À quên, nãy giờ là chúng ta quên mất chưa đọc cái này đúng không? Mấy câu hỏi này nữa. Ok, thứ nhất ý, là Amsterdam có phải là phần lớn các người dân thì muốn prevent là gì ta? Ngăn cản xe vào thành phố không? Có một cái likelihood, có nghĩa là khả năng, nó là một khả năng nhỏ của thành phố là sẽ có một cái kế hoạch xe khác. Nhiều chuyến đi được tạo ra bằng xe đạp hơn là bằng bất cứ một cái loại phương tiện giao thông khác, ví dụ như xe máy hoặc là xe điện chẳng hạn. Đấy, kế hoạch này có thể giúp ích cho người dân, người mà sử dụng cái phương tiện công cộng. Và thành phố có cái danh tiếng là cái nơi mà chào đón người đạp xe đạp. À, đọc đến chỗ mà có danh tiếng chào đón người đi xe đạp thì chắc chắn là cái chỗ này đúng không ạ? Một trong hai thành phố mà thân thiện với người lái xe đạp. Như vậy đây là câu E của câu 21-22. Mình sẽ khoanh luôn đáp án là E, đúng không ạ? Là have reputation, welcome cyclists, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là but the city never got another. Nhưng mà cái, mặc dù nó có tiếng là một cái thành phố thân thiện môi trường như vậy, thân thiện với người đi xe đạp như vậy, nhưng mà cái thành phố này không bao giờ có thêm một cái chương trình như vậy nữa. Như vậy là cái khó, đúng không nhỉ? Có chỗ này là không, đều quá khứ, còn đây là little likelihood, có nghĩa là tương lai là sẽ không có. Thì cái này không biết nhỉ. Thôi chúng ta có đọc tiếp nha, nếu có đáp án B này, nếu có đáp án nào đúng hơn thì mình sẽ khoanh, còn nếu không có thể quay lại bên sau. Đấy, ông tin rằng là mọi người gần như đã có xe đạp rồi, và ông này cannot see that, không thể nhìn thấy rằng sự thay đổi của sự của nhu cầu của người Amsterdam cho một cái by scheme, people now travel, mọi người bây giờ đi cái tàu điện ngầm, không mang theo xe đạp của họ. Những người đi tàu điện ngầm không mang theo xe đạp của họ, nhưng mà thường thì họ cần đi lại transport, là kiểu đi giao thông thêm để đến được cái nơi của họ, điểm đến của họ. Tức là họ phải đi bộ từ nhà đến cái trạm ăn
chạm tàu underground, xong họ đi underground, xong đến họ lại để đi bộ lên và xong lại đi bộ đến chỗ lạc. Thì như vậy bản thân những người họ thì họ sẽ vẫn phải cần additional transport, là vẫn cần thêm một chút để có thể đi đến đây. Và đấy chính là nguyên nhân tại sao là họ vừa lên cái họ lại đi xe đạp đến, thì hơn là họ đi bộ, đúng không ạ? Thì như vậy cái này sẽ liên quan câu nào nhỉ? Benefit resident who use public transport. Vậy là câu D, đúng không ạ? Ngoài ra mình sẽ đọc tiếp. Nhìn cái chỗ này là prepare to give the life to keep cars the city, nhưng mà mentality have changed. Nhưng mà chỗ này không có nói là họ sẽ cấm xe, đúng không ạ? Như vậy là mình sẽ không khoanh những cái mặt khác, chỉ khoanh D và E thôi. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ chỉ cần một bài duy nhất, nó là cái bài này. Đấy, bây giờ mình sẽ đọc kỹ năm cái bài này, năm cái câu này, và mình sẽ đi tìm loanh quanh trong bài. Nhớ là cái này không theo thứ tự ha. Người ta đã sử dụng sai mục đích của xe này. Tại sao, nguyên nhân tại sao cái kế hoạch này nó bị từ bỏ, từ chối. Một người không có lợi nhuận từ công việc của họ, của anh ấy. Một cái sự giải thích về cái việc tiết kiệm, tiềm năng tiết kiệm của cái kế hoạch này có thể mang lại, và những vấn đề mà cái kế hoạch này nó muốn giải quyết, đúng không ạ? Trước hết thì nãy giờ mình đã qua cái vandalism and thief này này. Đấy, thì đấy chính là câu 14, đúng không ạ? Đấy, tại vì trên con đường đọc thì mình gạch lại thôi, mình không muốn bị distract nên là mình gạch lại ở đấy. Mình làm được luôn, đó là câu E, đúng không ạ? Oh my god, E, đúng không ạ? Tiếp theo mình sẽ đọc từ trên xuống thôi. Đây, cái chỗ air pollution and consumerism này, nó có phải là chính là những cái problems mà cái kế hoạch này nó muốn giải quyết không nhỉ? Có, đúng không ạ? Đấy, câu 18 ở đây nè. Đấy, nó có thể paraphrase lại một cách kỳ diệu thôi. Này, câu A. Ok. Tiếp đi ạ. Và chúng ta sẽ đọc xuống dưới. Mình sẽ ưu tiên những khổ mà chưa có tí đáp án nào như thế này, kiểu đó. Đương nhiên là vẫn có những cơ thể và những đáp án khác, nhưng mà những khổ chưa có đáp án gì này thì có thể ưu tiên hơn một chút. Đấy. Tôi tính toán được rồi, mỗi cái xe đạp trắng ấy thì mỗi người, mỗi cây thì nó sẽ chỉ mất một khoảng tầm 10%. Đấy. Ok, chỉ có khoảng tầm 10% so với cái public transport thôi. Thì mình sẽ thấy là nó sẽ liên quan đến gì ạ? Potential saving. Đấy, đúng không ạ? Thì đây sẽ là khổ của C. Rejected the plan đây. Họ, nhưng mà thành phố vẫn reject cái plan này. Bởi vì bicycle là cái gì đó quá khứ, mà họ thì vẫn muốn cái tương lai rực rỡ của xe ô tô hơn. Đấy, thì mình sẽ thấy đây là họ từ chối cái kế hoạch bởi vì họ ủng hộ xe ô tô. Đây rồi, đây câu 15, đúng không ạ? Đấy, tại sao cái này bị từ chối này. Thì chỉ có một câu nữa thôi, một người không thể kiếm được tiền từ công việc của anh ấy. Đấy, mình có thể ưu tiên khổ này trước này, tại vì nãy giờ chưa đọc, đúng không ạ? Financially, I didn't really benefit from it. Đấy, tôi không, về mặt tài chính tôi không thực sự là có lợi từ nó, bởi vì tôi không bao giờ điền đơn cho việc lấy bản quyền cả. Copyright đấy, đấy, patent copyright. Như vậy là đây sẽ là khổ gì nhỉ? F. Đấy, cái ông sáng lập ra không trả được đồng nào đấy. Đấy, câu 16. Như vậy là mình đã làm xong rồi. Cô sẽ review lại một chút ha. Đấy, đối với những, đấy thì trước hết là mình sẽ gạch hết tất cả các keyword của các bài. Đấy, nhưng mà mình sẽ ưu tiên thứ nhất là cái bài này trước, tại vì nó có từ là keyword là propose gì đó, đúng không ạ? Và cái này thuộc vào hai khổ liên tiếp. Tiếp theo là mình sẽ làm hai cái bài pick from a list, là vì nó khá là tập trung và hai khổ, một hoặc hai khổ thôi. Năm 1999 này, tính rất là dễ và làm. Tiếp theo là Amsterdam Today. Đấy, rất dễ để tìm những ngày nay và thông ấn làm. Còn cuối cùng là mình sẽ làm cái này sau. Và cái bài này rất dễ làm nếu làm sau cùng, bởi vì mình đã làm những cái bài khác rồi. Đấy, thì và lưu ý là cái này sẽ được có một khổ có hai đáp án.
Vậy thôi. Đúng không? Và cô mong là cái video ngày hôm nay sẽ hữu dụng với những bạn đang tự học IELTS ở nhà. Và các bạn nhớ follow cái kênh YouTube của cô, subscribe để có thể nhận được những cái video tiếp theo của cô ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.